Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay thì bên em đi một đoàn sang Trung Quốc, nhưng mà đã ở lại đây tầm 3 ngày rồi mà vẫn chưa thông pin được anh em nhé. Thì tại thời điểm hiện tại, bác nào mà đi đánh hàng hoặc là muốn sang để tham khảo các cái mặt hàng ấy thì qua rất là khó, cực kỳ là nhiều thủ tục. Ví dụ như test Covid thì phải chờ một ngày này, sau có kết quả test PCR các bác nhé. Và sau đó là làm sổ rồi... Nói chung là rất là nhiều thứ các bác. Nên là hiện tại bác nào mà muốn đánh hàng rất là khó. Thì hình như em có biết được là tầm 30 tháng 4 là nó sẽ không phải test PCR nữa, thì nó sẽ đỡ cái chi phí cho tất cả các bác và cũng như là thời gian. Hiện tại thì bên em qua Ankin qua bên đấy thì cũng chỉ là đi tham khảo các kho thôi. Còn thường thường hàng về tới Đông Hưng ấy là đa số là hàng người ta về đấy chỉ gọi là đóng bao để chở về thôi. Vì đa số tất cả những cái mặt hàng người ta đều gì ạ, đều chốt ở Quảng Châu hết rồi. Còn bác nào mà xác định mà sang Trung Quốc để lấy hàng ấy, để đánh hàng ấy, mà lấy ở Đông Hưng thì cũng không nên. Tại vì Đông Hưng thực ra nó chỉ là những cái bãi tập kết của các kho thôi. Còn những cái hàng mà người ta chào ở Đông Hưng đa số là hàng nát các bác nhá. Nên nhiều bác thì không biết, lại tưởng là sang Trung Quốc là sang Đông Hưng xong đấy chọn hàng, nhưng đa số Đông Hưng là hàng nát các bác. Còn lại thì là các bác phải biết được là hàng từ những cái nơi như Quảng Châu ấy là khi tháo phòng hát ra là các chủ ở bên Trung Quốc đã chào rồi, chào cho anh em Việt Nam hết rồi. Thì anh em nào chốt thì chuyển từ Quảng Châu về Đông Hưng để tập kết và để đóng gói, đóng bao để vận chuyển về Việt Nam thôi. Nên là các bác nào mà chưa biết về cái đồ âm thanh hàng bãi thì các bác cũng lưu ý, chứ không phải là cứ qua ở Đông Hưng là lấy được hàng ngon đâu các bác nha. Nên là khi bên em lấy hàng đa số là lấy từ rất là sâu bên trong rồi, chứ không phải về Đông Hưng là lấy. Chẳng qua lại qua để giao lưu với mấy anh em làm kho bên Đông Hưng, với lại sang gặp mấy ông chủ bên Đông Hưng thôi. Còn hàng này đương nhiên bọn em sẽ lấy ở vào tận tiết bên trong. Khi mà có phòng hát thanh lý, seri phòng hát hoặc là 3 thanh lý là bên em đã chốt rồi. Đấy các bác nhá. Các bác nào mà có nhu cầu hoặc là theo dõi hàng bãi Trung Quốc lấy hàng về hoặc là những như thế nào thì em sẽ làm video sau nhá. Ví dụ như các bác muốn chuyển hàng, mua hàng không phải hàng bãi, hàng âm thanh hoặc những cái hàng khác ấy, thì bác nào mà muốn ấy thì ngày mai sẽ làm thêm, ngày mai là em được qua rồi, và sẽ làm thêm cho các bác một cái video cách để các bác lấy hàng, đánh hàng từ Trung Quốc về đến Việt Nam, kể cả hàng bãi các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.